Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em nha. Video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta liên kết Google AdSense, tức là bảo mật 2FA vào trong cái tài khoản sàn Athletic của mình. Đó, thì không chỉ riêng về cái sàn Athletic hoặc là cái kèo này, mà sau này nếu như anh chị gặp những cái kèo nào mà chúng ta muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối á, thì chúng ta nên liên kết với cái Google AdSense nha. Nói chung cái này là nó rất là bảo mật, nhưng mà nó là một cái con dao hai lưỡi. Nếu mà anh chị chúng ta không khéo quên cái cụm mật khẩu từ khóa để đăng nhập vào cái Google FA đó, Google AdSense đó, thì sau này chúng ta sẽ không rút được tiền nha. Anh chị nên lưu ý cho em ha, đây là rất là quan trọng. Rồi, thì tại sao em làm cái video này? Tính ra là em chưa có làm đâu, nhưng mà vì cấp thiết quá nên em làm. Thì thời gian gần đây đó, như là cách đây hôm qua, thì bên cái mạng lưới là BNB Smartchain anh chị, thì cũng đã bị hack rồi ha. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái mạng lưới bị hack, chẳng hạn như là BNB, Ethereum, rồi Solana, vân vân, khá là nhiều. Lâu lâu thì sẽ có vài vụ gì đó anh chị, nên là chúng ta phải đảm bảo an toàn ha, tránh tình trạng họ xâm nhập vào cái tài khoản của mình để họ lấy tiền của mình ha. Rồi bây giờ như thế này, đây là cái thông tin của Binance anh chị đó, trên cái Twitter của họ đó. Rồi thì thông tin về cái vấn đề đối với cái bảo mật của cái sàn Athletic á, thì ở đây em có một số cái thông tin các bước cho anh chị lưu ý ha. Mình đọc sơ qua rồi mình làm nha anh chị. Thông báo quan trọng nè, cái này là thông báo từ cái admin của sàn Athletic ở Việt Nam mình ha. Đó, cộng đồng của Việt Nam mình á. Thông báo quan trọng cách bảo mật tài khoản athletic.com và athletic.us bằng Google AdSense và cách lưu mã Google để không bị mắc ha. Thì anh chị mình đọc kỹ rồi mình làm nha. Để kích hoạt mã Google AdSense, đồng thời lưu lại mã để không bị mắc, anh em chỉ cần thay đổi cách làm như sau. Bước 1 là anh chị có thể lên trên Google Store hoặc là trên CH Play. Chúng ta tải cái app là Google Authenticator này ha. Nói chung là tiếng Anh em đọc nó không có đúng anh chị. Cái bước thứ hai là chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của cái sàn là Athletic. Chúng ta có hai cái sàn, một cái sàn Athletic.com là dành cho toàn cầu, một cái sàn Athletic.us là dành cho khu vực Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện tại chúng ta đăng ký cái nào cũng được hết anh chị nha. Rồi đó, rồi bật kích hoạt Google AdSense. Thì cái này em sẽ chia sẻ cụ thể ha. Bước 3 là lấy hai quyển sổ tay hoặc vở và chép ghi lại cái cụm từ mã khóa bí mật GA vào hai quyển sổ đó, kiểm tra thật kỹ cho chính xác ha. Bước 4 là mở cái app Google AdSense lên, sau đó chúng ta sẽ liên kết vào. Bước thứ 5 á, là trong cái app Google AdSense á, điền tên tài khoản, ví dụ như chúng ta điền cái tên là sàn athletic.com hay là athletic.us để sau này chúng ta dễ phân biệt á, để anh chị vào lấy sai cái code á, sai cái mật khẩu 6 số á, là chúng ta không đăng nhập được nha. Cơ bản là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. Thì để trước khi làm em nói sơ qua là một cái, thì cái sàn Athletic này á là hiện tại có trên web thôi, thời gian tới họ sẽ ra app và họ công bố là sau khi ra app 3 tháng là sẽ ra cái ví lạnh ha. Thì đó là thông tin từ dự án họ nói, và đây là cái sàn đã được đăng ký bản quyền hợp pháp trên Hoa Kỳ nha anh chị nha. Đó rồi, thì hiện tại cái sàn này em nói luôn, sàn này nó có 3 cái đồng. Một là cái đồng AC, để em cho anh chị xem cái giá luôn ha, để chúng ta tham khảo. AC tức là cái đồng Acon á, bây giờ đó thì cái giá hiện tại là 138 đô. Cái đồng thứ hai là cái đồng ATC đó, tức là Athletic đó, thì giá hiện tại là 0.0322. cái đồng thứ ba là cái đồng ABTC, tức là cái đồng Bitcoin nâng cao, là hiện tại là 14.999 đô ha. Đó thì bây giờ anh chị sẽ hỏi em là đăng ký còn được nhận hay không. Được nhận, anh chị đăng ký bây giờ chúng ta sẽ nhận được cái đồng là ABTC, nhưng mà nó là 0.009 thì phải, nó giảm rất nhiều so với ngày xưa anh chị ha. Và cái người giới thiệu sẽ được là 0.001, người đăng ký sẽ được là 0.009, em nhớ là như vậy nha, không biết giờ nó còn hay không hay là nó giảm nữa. Rồi rồi bây giờ mình đã đăng ký cái sàn Athletic và cái sàn athletic.us nè. Bên phải á, anh chị thấy là athletic.com, bên trái là cái athletic.us dành cho Hoa Kỳ. Rồi bây giờ em sẽ đăng nhập vào ha. Bây giờ mình sẽ vào nè, để em cho anh chị xem kỹ rồi làm nha anh chị. Bây giờ chúng ta phải đăng nhập vào. Đó, em sẽ đăng nhập vào. Ở đây chúng ta cần nhập cái mã code là cái 6 cái tự này, nhập cho đúng nha. A E F 6
M, cái này là cái số 9 đó anh chị. Rồi chúng ta chọn cái chữ đăng nhập. Anh chị nhập đúng á, sẽ ra là một cái này kêu anh chị là nhập cái code vào. Cái code này là chúng ta vào cái Gmail á, anh chị vào đúng cái Gmail mà lúc trước chúng ta đăng ký ha. Đó. Nè, ở đây sẽ có thông tin nè anh chị. Em sẽ lấy cái code này nha. Sao chép nè. Em vào đây em dán nè. Sau đó em nộp. Cái này á, là em mới bảo mật với cái Gmail thôi, em chưa có bảo mật với là 2FA của Google AdSense. Ở đây chúng ta chọn chữ dịch nè. Rồi sau đó anh chị sẽ sao ạ? Chúng ta vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải, chúng ta nhấp vào cái biểu tượng hồ sơ của mình. Ở đây chúng ta chọn cái chữ là hồ sơ. Anh chị kéo xuống. Một số anh chị hỏi em á, là làm sao biết mình KYC cấp 2 thành công, thì anh chị kéo lên cuối cùng ở dưới đây nó có cái chữ đã xác minh là ok nè. Ha. Còn cái phía trên này á chỉ là xác minh cơ bản bình thường thôi. Đó chỉ là cái bước bình thường thôi, quan trọng là dưới đây nè. Đã xác minh là ok ha. Ở đây anh chị sẽ thấy nè. Ở đây em đã liên kết với email rồi đúng không? Còn bên cái Google này là em chưa có. Bây giờ em cần phải nhấp vào cái chữ cho phép. Mà trước khi làm được cái này á, là anh chị thoát ra, anh chị vào cái App Store hoặc là CH Play á, chúng ta gõ cho em cái chữ nè, cái app Google AdSense. Google ha. Cái này làm để bảo mật tài khoản của mình an toàn nhất anh chị. Authenticator nè. Đó, anh chị xem cái nào nó như thế này mà nó hơn 100 triệu được tải xuống là mấy của nó nha. Đó, do em cái đã cài đặt rồi em nhấp vào mở, còn anh chị sẽ nhấp vào cài đặt. Nó sẽ xuất hiện như thế này nè anh chị. Đây nè anh chị thấy không? Phía bên phải Gmail đó. Rồi bây giờ chúng ta mới trở về cái bên cái sàn của mình. Ở đây em sẽ bắt đầu làm nè, anh chị lưu ý tới cái bước này lấy cuốn sổ ra ghi cho em nha. Là để lại cái cụm từ khóa bảo mật 2FA Google AdSense của sàn Atlantic.com. Hàng rồi sau này những dự án khác thì chúng ta cũng ghi như vậy. Anh chị nhấp một cái chữ cho phép cho em. Anh chị cho phép, ở đây nó sẽ ra một cái cụm chữ và số, chữ hoa và số, nó khoảng là đâu đó 24 chữ. Anh chị sau đó nè, ngưng lại, ghi vào cuốn sổ nhật ký cho em là cái cụm từ khóa này hang, ghi ra đúng hết rồi kiểm tra cặn kẽ nó đúng từng chi tiết. Rồi chúng ta cần thiết là chúng ta ghi ra 2-3 cuốn sổ, tuyệt đối là không chụp màn hình, tuyệt đối là không gửi lưu trên email hay lưu trên Google Drive gì á, chứ tất cả các đó là họ có thể là hack được, nên là anh chị lưu ý cho em ha. Bây giờ là kỹ nha, cái cụm chữ 24 chữ cái hoa và số này là tuyệt đối không để mắc nha, mắc là sau này không có rút tiền được nha, không có ai có quyền lấy của anh chị lấy lại được cho anh chị đâu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm như em sẽ ghi vào cuốn sổ nè, em ghi xong em sẽ làm tiếp nha. Rồi bây giờ anh chị mình đã ghi xong rồi, kiểm tra ok hết rồi, anh chị nhấp vào cái chữ sao chép bên phải ha, để chúng ta sao chép cái dãy này. Sau đó anh chị sẽ vào cái AdSense nè, em vào đây anh chị sẽ không thấy được đâu, tại vì nó không cho quay màn hình. Anh chị nhấp vào nó. Rồi em nói anh chị nghe ha. Sau đó chúng ta sẽ thấy phía dưới bên phải có cái dấu cộng, chúng ta nhấp vào. Ở đây chúng ta chọn cái chữ là nhập khóa thiết lập nha, chúng ta nhập vào đó. Sau đó chúng ta ghi cái tên tài khoản, như em ghi là cái này là sàn Atlantic.com thì anh chị ghi .com ha. Đó. Rồi, ghi cho đúng ha. Rồi sau đó cái khóa của bạn là cái dòng thứ hai á, chúng ta mới là dán vào đây. Rồi cái loại khóa nó có hai cái là dựa theo thời gian hay dựa theo bộ điểm, anh chị chọn là dựa theo thời gian. Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ thêm trong cái ô màu xanh bên phải. Rồi, như vậy là được. Đó, như vậy là em đã thêm rồi. Đó, nó sẽ nằm ở trong đây. Chúng ta mới á, ở đây á thì cái code này nó gồm 6 số ngẫu nhiên và trong vòng 1 phút nó sẽ thay đổi một cái code, một cái dãy số khác. Nên là anh chị làm mà lỡ chúng ta vào chậm quá trong hút 60 giây á thì chúng ta phải vào lấy cái code mới, anh chị lưu ý ha. Rồi em sao chép nè. Ở dưới đây nó có cái dòng nhập mã, em nhấp vào, em dán vào, sau đó em nhấp một cái chữ nộp. Rồi, anh chị dán nhấp một cái chữ nộp coi như là xong. Đơn giản như vậy đó. Giờ em sẽ vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải, em chọn cái hình hồ sơ của em, sau đó em chọn cái chữ profile nè, tiếng Việt mình đó là cái hồ sơ đó. Kéo xuống đây. Anh chị sẽ thấy nè, em chọn cái chữ dịch. Có nghĩa là em đã liên kết rồi. Nha. Bây giờ em muốn vô hiệu hóa thì em nhấp vào vô hiệu hóa thôi. Đó. Nhưng mà cái này là hai cái phần mà bảo mật an toàn. Một là muốn vào được cái tài khoản của em là anh chị phải vào được cái Gmail của em.
Cái thứ hai nữa là anh chị phải vào được cái Google AdSense này, anh chị phải có hai cái này anh chị mới vô được, còn anh chị không có hai cái này là không vô được. Sau này thì có thể là em sẽ xác minh với cái số điện thoại nữa. Nói chung là nó tới 3-4 lớp bảo mật đó anh chị ha. Còn cái việc ngân hàng này thì hiện tại anh chị đừng có làm, chúng ta từ từ đi đó. Tóm lại là như vậy. Rồi đối với cái sàn, đây là đối với cái sàn Atlantic.com nha. Rồi còn cái sàn Atlantic.us nữa thì nó cũng nôm na là như vậy thôi. Nhưng mà cái sàn này thì em đã thêm rồi, nên là em vào nó sẽ đòi hỏi như thế này. Anh chị xem nè, em đăng nhập này ha. Đó, ở đây họ kêu em mấy cái mã OTP thì em phải vào cái Google AdSense á em lấy, tại vì cái này là em đã liên kết rồi. Đây nè, nó có nè, em sao chép nè, em vào đây em dán nè, em nhấp vào gửi nè, đó là nó vào. Còn đối với anh chị á, chưa có liên kết bằng cái Google AdSense hay FA này á, thì anh chị vào cái chỗ mục bảo mật này nè. Đó, ở đây nó sẽ, chúng ta sẽ mở lên thì anh chị làm các bước cũng như vậy. Chúng ta sao chép lưu lại cái cụm từ khóa 24 chữ cái gộp số đó ha. Sau đó chúng ta đem qua bên Google AdSense á, chúng ta thêm y chang như cái kia, mà anh chị nên để tên nó là sàn Atlantic.us nha. Rồi sau đó chúng ta lấy cái code 6 số về đây, chúng ta dán lại như thế này. Bây giờ muốn tắt thì em chỉ cần nhấp vào đây em tắt thôi ha. Nhưng mà anh chị nhớ là phải đảm bảo được cái cụm từ khóa liên kết đó an toàn, tránh tình trạng sau này chúng ta bị mất điện thoại hay bị hư điện thoại hay bị sự cố gì đó thì chúng ta cũng còn cái khay đó để chúng ta liên kết với Google AdSense để chúng ta lấy lại. Mất cái đó là không có được nha anh chị. Và anh chị lưu ý nha, em nói thêm cái sàn Atlantic này hiện tại là mua bán được nha anh chị, giao dịch rất là nhanh nha. Đó, đó anh chị này có thể là vào đây mua tham khảo ha. Rồi còn cái việc mà Google AdSense này nè, anh chị đừng có vội vàng xóa nó nha, đừng có xóa nó. Anh chị xóa nó là những cái kèo, những cái dự án mà chúng ta liên kết vào đây là nó sẽ mất hết. Anh chị tải mới về, anh chị muốn có được là anh chị phải lấy lại cái cụm từ khóa hồi nãy đó, chúng ta liên kết mới nó mới được. Nói chung là nó sẽ là rất là lu bu công việc ha, nên là tải xong rồi cứ để đó cho em đi đó. Rồi cơ bản là như vậy, để anh chị đảm bảo an toàn cái tài khoản của mình. Và em lưu ý thêm nè, khi mà anh chị chúng ta tham gia mấy cái này rồi á, thì cái thứ nhất á, điện thoại chúng ta không nên vào những cái trang web lạ ha, những cái đường link lạ, những cái trang web mà chúng ta nhấp vào điện thoại thường thường nó sẽ báo là khả năng là cam hay là nó này kia virus á. Nói chung là chúng ta hạn chế, không nên vào luôn đi, dễ bị hack lắm. Cái nữa là những cái cụm từ khóa mật khẩu này kia anh chị đừng có lưu trên cái tin nhắn điện thoại, khi mà nó bị mất hoặc hư á, thì chúng ta sẽ không có lấy lại được. Hoặc là anh chị lưu trên Gmail, hoặc là trên Google Drive, hay là trên những cái Viber này kia, Zalo á, thì nó rất là dễ bị hack. Cái cách tốt nhất là lấy cuốn sổ nhật ký ra, anh chị ghi vào hai cuốn cho em luôn đi, rồi giữ an toàn. Cần thiết nữa, cái nào mà quan trọng hơn nữa thì chúng ta ghi vào giấy A4 á, sau đó chúng ta đi ép dẻo ha, ép nhựa luôn, đó là an toàn nhất. Rồi em muốn chia sẻ chị như vậy thôi ha. Và em nói thêm về cái sàn Atlantic này, thì trong tháng 10 này sàn này đang cập nhật rất là nhiều, khả năng cao luôn á là giữa đến cuối tháng này sẽ là cho mở bên cái sàn là Atlantic.com, là tức là toàn cầu đó, để cho chúng ta giao dịch mua bán ha. Thì một cái dự án thì chúng ta muốn thành công nó cần phải có thời gian anh chị, không thể nào mà 1 tháng 2 tháng đâu. Anh chị cố gắng chờ ha, thì khi nào có thông tin mới em sẽ cập nhật cho anh chị đó. Và hiện tại cái đồng ATC này kia thì nó đã list trên CoinMarketCap và CoinGecko trên rồi. Nói chung là chỉ còn vấn đề là thời gian thôi anh chị. Rồi em chúc anh chị thành công ha.